Lũ lụt tại Afghanistan làm ít nhất 22 người thiệt mạng, tin từ Somali. Ít nhất 22 người đã bị thiệt mạng và nhiều đất nông nghiệp bị hư hại khi lũ lụt đã kéo đến một vùng đồng bằng gần thủ đô Kabul của Afghanistan. Đợt lũ lụt mới nhất sau nhiều giờ mưa và mưa đá vào ngày hôm thứ Bảy với đồng bằng Somali nằm ở phía bắc của thủ đô Kabul đã bị ảnh hưởng nặng nề. Chỉ huy cảnh sát trưởng là Kabul, ông Sajed Akramuddin Jala cho biết 6 trong số 22 nạn nhân là trẻ em. Ngoài ra còn có một số người bị thương và khoảng một chục ngôi nhà đã bị cuốn trôi. Ông nói thêm rằng nhiều kênh mương thủy lệ và giếng cũng như nhiều vườn cây ăn trái và cánh đồng đã bị hư hại. Một số nạn nhân là những người đến thăm thân nhân cho dịp nghỉ lễ Eid al-Fitr, một cư dân của đồng bằng Somali dự kiến có thiệt hại sẽ gây ra nhiều tốn kém. Ông Sharafuddin Khan cho biết là lũ lụt đã gây ra thiệt hại từ 2.000 đến 20.000 Mỹ Kim cho mỗi gia đình. Nó đã phá hủy hệ thống thủy lợi và các cánh đồng trồng trọt của họ. Quốc gia Afghanistan thường khô cằn, có thể bị những trận mưa lớn trong mùa hè và hồi đầu tháng này đã có hơn 60 người thiệt mạng trong một trận lũ lụt phía đông của thủ đô. Một quan chức chính phủ cho biết là các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã được tiến hành trong khu vực bị lũ lụt. Một quan chức thuộc Bộ Phòng chống thiên tai, ông Ghulam Farooq, cho biết cũng đã có hai phụ nữ bị thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong lũ lụt ở những nơi ở khác nhau của Afghanistan.